Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Giới Thành Tựu Thứ Tư. Lúc bấy giờ, Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát do thần lực của Phật quán sát khắp tất cả thế giới hải, tất cả chúng sanh hải, tất cả chư Phật hải, tất cả pháp giới hải, tất cả chúng sanh nghiệp hải, tất cả chúng sanh căn dục hải, tất cả chư Phật pháp luân hải, tất cả tam thế hải, tất cả Như Lai nguyện lực hải, tất cả Như Lai thần biến hải. Quán sát xong, Phổ Hiền Bồ Tát bảo khắp tất cả chư Bồ Tát trong chúng hội đạo tràng rằng: chư Phật tử, chư Phật Thế Tôn có trí huệ thanh tịnh bất tư nghì, biết tất cả thế giới hải thành hoại, biết tất cả chúng sanh nghiệp hải, biết tất cả pháp giới an lập hải, nói tất cả vô biên Phật hải, vào tất cả căn dục hải, một niệm biết khắp tất cả tam thế, hiển thị tất cả Như Lai vô lượng nguyện hải, thị hiện tất cả Phật thần biến hải, chuyển pháp luân kiến lập diễn thuyết hải, thanh tịnh Phật thân, vô biên sắc tướng hải phổ chiếu minh, tướng hảo và tùy hình hảo đều thanh tịnh, vô biên sắc tướng quang minh luân hải, cụ túc thanh tịnh, các thứ sắc tướng quang minh dân hải, thù thắng bủ diệm hải, thành tựu ngôn âm hải, thị hiện ba thứ tự tại điều phục thành thục tất cả chúng sanh, dũng mãnh điều phục chúng sanh hải, không luống qua, an trụ Phật địa, vào cảnh giới Như Lai, oai lực hộ trì, quán sát tất cả chỗ làm của Phật trí. Trí lực viên mãn không ai điều phục được, công đức vô quý không ai hơn. Trụ nơi tam muội vô sai biệt, thần thông biến hóa, trí thanh tịnh tự tại, tất cả Phật pháp không ai hủy hoại được. Tất cả pháp bất tư nghì như vậy, tôi sẽ thừa thần lực của Phật và quay thần của tất cả Như Lai mà tuyên thuyết đầy đủ. Vì muốn khiến chúng sanh vào trí huệ hải của Phật, vì muốn khiến tất cả Bồ Tát được an trụ trong biển công đức của Phật, vì muốn khiến tất cả thế giới hải, tất cả Phật tự tại được trang nghiêm, vì muốn khiến trong tất cả kiếp hải chủng tánh Phật thường chẳng dứt, vì muốn khiến trong tất cả thế giới hải hiển thị tánh chân thật của các pháp, vì muốn khiến tùy vô lượng sự hiểu biết của chúng sanh mà diễn thuyết, vì muốn khiến tùy căn hải của tất cả chúng sanh mà phương tiện làm cho sanh Phật pháp, vì muốn khiến tùy chỗ ưa thích của tất cả chúng sanh mà dẹp phá tất cả núi chướng ngại, vì muốn khiến tùy tâm hành tất cả chúng sanh khiến tu tập thanh tịnh đạo xuất yếu, vì muốn khiến tất cả Bồ Tát an trụ trong nguyện hải Phổ Hiền. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại muốn khiến chúng hội đạo tràng sanh lòng hoan hỷ, thêm lớn sự ưa thích đối với tất cả pháp, sanh lòng tin rộng lớn chơn thật thanh tịnh pháp giới thân, an lập nguyện hải Phổ Hiền, tu tập vào trí nhãn tam thế bình đẳng, thêm lớn trí huệ chiếu tất cả thế gian, sanh sức Đà La Ni trì tất cả pháp luận, và cũng muốn trong tất cả đạo tràng tất cả Phật cảnh giới đều khai thị, mở bày tất cả pháp môn của Như Lai, thêm lớn tất cả trí tánh pháp giới rộng lớn rất sâu, liền nói kệ rằng: trí huệ công đức biển rất sâu, hiện khắp mười phương vô lượng cõi, tùy các chúng sanh chỗ nên thấy, quang minh soi khắp chuyển pháp luân, thập phương quốc độ bất tư nghì, Phật vô lượng kiếp đều nghiêm tịnh, vì độ chúng sanh chiến thành thục, xuất hiện tất cả các quốc độ, Phật cảnh rất sâu khó nghĩ được, khắp dậy chúng sanh kiến được vào, lòng họ thích nhỏ chấp hữu lậu, chẳng thông đạt được cảnh giới Phật. Nếu có lòng tin trong sạch chắc, thường được gần gũi thiện tri thức, tất cả chư Phật hộ niệm cho, đây mới được vào Như Lai trí. Lìa các vua dối lòng thanh tịnh, thường thích từ bi tánh hoan hỷ, chí nguyện trọng lớn tin hiểu sâu, kia nghe pháp này lòng vui đẹp, an trụ Phổ Hiền những hạnh nguyện, tu hành Bồ Tát đạo thanh tịnh, quán sát pháp giới như hư không, bèn biết được chỗ làm của Phật,
chư Bồ Tát đây được lợi lành. Thấy Phật tất cả thần thông lực, tu những đạo khác không biết được. Học hạnh Phổ Hiền mới tỏ ngộ, chúng sanh rộng vốn lớn vô biên, Như Lai tất cả đều hộ niệm, chuyển chánh pháp luân khắp mọi nơi. Cảnh giới Tỳ Lô Giá Na Phật, tất cả cõi nước vào thân tôi, chỗ chư Phật ngự cũng như vậy. Chúng nên xem các chân long tôi, nay tôi hiện bày cảnh giới Phật. Phổ Hiền hạnh nguyện không ngần mé, tôi đã tu hành được đầy đủ. Cảnh giới Phổ Nhãn thân rộng lớn, là Phật chỗ làm phải nghe kỹ. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát bảo đại chúng rằng, chư Phật tử, thế giới hải có 10 việc mà chư Phật trong 3 thuở quá khứ, hiện tại vị lai đã nói, hiện nói và sẽ nói. Những gì là 10 chính là nhân duyên khởi thế giới hải, chỗ trụ nương của thế giới hải, hình trạng của thế giới hải, thể tánh của thế giới hải, sự trang nghiêm của thế giới hải, sự thanh tịnh của thế giới hải, Phật xuất hiện nơi thế giới hải, kiếp trụ của thế giới hải, kiếp chuyển biến sai biệt của thế giới hải, môn vô sai biệt của thế giới hải. Chư Phật tử, lượt nói thế giới hải có 10 việc này, nếu nói rộng ra thời đồng với thế giới hải di trần số, mà tam thế chư Phật đã nói, hiện nói và sẽ nói. Chư Phật tử, lượt nói do 10 thứ nhân duyên mà tất cả thế giới hải đã thành, hiện thành và sẽ thành, chính là do vì thần lực của Như Lai, vì pháp phải như vậy, vì hạnh nghiệp của tất cả chúng sanh, vì chỗ sở đắc của tất cả Bồ Tát thành nhất thiết trí, vì các chúng sanh và chư Bồ Tát đồng chứa nhóm thiện căn, vì nguyện lực nghiêm tịnh Phật độ của chư Bồ Tát, vì hạnh nguyện thành tựu bất thối của chư Bồ Tát, vì thắng giải tự tại thanh tịnh của chư Bồ Tát, vì chỗ lưu xuất do thiện căn của chư Như Lai, và thế lực tự tại lúc chư Phật thành đạo, vì nguyện lực tự tại của Phổ Hiền Bồ Tát. Chư Phật tử, đó là lượt nói 10 thứ nhân duyên, nếu rộng nói thời có thế giới hải di trần số. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa quay lực của Phật quán sát mười phương mà nói kệ rằng, đã nói vô biên sát độ hải, Tỳ Lô Giá Na đều nghiêm tịnh, Thế Tôn cảnh giới bất tư nghị, trí huệ thần thông lực như vậy, Bồ Tát tu hành những nguyện hải, khắp tùy chúng sanh tâm chỗ muốn, chúng sanh tâm hạnh trọng vô biên, Bồ Tát quốc độ khắp mười phương, Bồ Tát thẳng đến nhất thiết trí, siêng tu các môn tự tại lực, vô lượng nguyện hải khắp xuất sanh, sát độ rộng lớn đều thành tựu, tu những hạnh hải vô lượng biên, vào cảnh giới Phật cũng vô lượng, thanh tịnh thập phương các cõi nước, mỗi mỗi cõi trải vô lượng kiếp, chúng sanh phiền não làm loạn đục, phân biệt ưa thích chẳng phải một, tùy tâm tạo nghiệp bất tư nghì, tất cả sát hải đây thành lập, Phật tử sát hải tạng trang nghiêm, ly cấu quang minh báo làm thành, đây do rộng lớn tâm tính giải, chỗ ở mười phương đều như vậy, Bồ Tát hay tu hạnh Phổ Hiền, du hành pháp giới di trần đạo, trong trần đều hiện vô lượng cõi, rộng lớn thanh tịnh như hư không, khắp cõi hư không hiện thần thông, đều đến đạo tràng chỗ chư Phật, trên tòa liên hoa hiện các tướng, mỗi thân bao trùm tất cả cõi, một niệm hiện khắp nơi tam thế, tất cả sát hải đều thành lập, Phật dùng phương tiện đều vào trong, là Phật Tỳ Lô chỗ nghiêm tịnh. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng, chư Phật tử, mỗi mỗi thế giới hải có thế giới hải di trần số chỗ nương trụ, hoặc nương tất cả trang nghiêm mà trụ, hoặc nương hư không mà trụ, hoặc nương bủ quang minh mà trụ, hoặc nương Phật quang minh mà trụ, hoặc nương bủ sắc quang minh mà trụ, hoặc nương thinh năm chư Phật mà trụ, hoặc nương kim cang hình đại lực Atula chúng sanh như quyển mà trụ, hoặc nương thân các thế chủ mà trụ, hoặc nương thân chư Bồ Tát mà trụ, hoặc nương tất cả biển trang nghiêm sai khác hạnh nguyện Phổ Hiền mà trụ. Chư Phật tử, thế giới hải có thế giới di trần số chỗ nương trụ như vậy. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này,
thừa quay lực của Phật quán sát mười phương, rồi nói kể rằng: khắp cả mười phương cõi hư không, chỗ có tất cả những quốc độ Như Lai thần lực thường gia trì, khắp nơi hiện tiền đều thấy được, hoặc có các thứ những quốc độ đều do ly cấu bủ làm thành. Mani thanh tịnh rất tốt sinh, quang minh sáng rỡ khắp hiển hiện, hoặc có cõi nước sáng thanh tịnh nương hư không giới mà an trụ, hoặc ở trong biển Mani bủ lại có an trụ tạng quang minh. Như Lai ở trong chúng hội này diễn thuyết pháp luân đều xảo diệu, cảnh giới chư Phật rộng vô biên, chúng sanh được thấy lòng hoan hỷ, có cõi nghiêm sức bằng Mani, hình như đèn sáng văng cùng khắp, lửa thơm mây sáng màu chói rực, lưới báu sáng chói dùng phủ che, hoặc có quốc độ không ngần mé, an trụ liên hoa biển lớn sâu, rộng rãi thanh tịnh khác thế gian, chư Phật diệu thiện trang nghiêm đó. Hoặc có quốc độ theo luân chuyển, do Phật oai thần được an trụ, đại chúng Bồ Tát đều ở trong, thường thấy vô lượng báo rộng lớn, có cõi nước ở Tây Kim Cang, hoặc cõi nước ở thân Thiên Chúa Tỳ Lô Giá Na đấng vô thượng, thường ở cõi này chuyển pháp luân, hoặc nương cây báo trụ bằng thẳng. Trong mây sáng thơm cũng như vậy, có cõi nương trong những biển lớn, hoặc trụ kim cang rất bền chắc, có cõi nương trụ kim cang tràng, có cõi trụ trong biển Hoa Tạng. Thần biến rộng lớn khắp các nơi, Tỳ Lô Giá Na Phật hay hiện, hoặc dài hoặc ngắn vô lượng thứ, tướng nó xoay dần cũng chẳng đồng. Hoa Tạng trang nghiêm khác thế gian, tu hành thanh tịnh mới thấy được, các cõi như vậy đều sai khác, tất cả đều nương nguyện hải trụ. Hoặc có cõi thường ở hư không, chư Phật như mây đều đầy khắp, có ở hư không lưới che trùm, hoặc lúc hiện ra hoặc không hiện. Hoặc có cõi nước rất thanh tịnh, trụ trong bửu quan của Bồ Tát. Thập phương chư Phật thần thông lớn, tất cả đều hiện thấy trong đây. Chư Phật thinh năm đều cùng khắp, đây do nghiệp lực mà quá hiện. Hoặc có cõi nước khắp pháp giới, ly cấu thanh tịnh tùng tâm khởi, như ảnh như quyển trọng vô biên, như lưới thiên đế đều sai khác, hoặc hiện các thứ tạng trang nghiêm, hoặc ở hư không mà kiến lập, nghiệp nhân cảnh giới chẳng nghĩ bàn, Phật lực hiển thị đều khiến thấy, trong mỗi cõi nước số di trần, niệm niệm thị hiện những Phật độ, số đều vô lượng khắp chúng sanh, phổ hiền chỗ làm thường như vậy, vì muốn thành thục các chúng sanh, trong đây tu hành trải kiếp hải, thần thông trọng lớn hiện khắp nơi. Trong các pháp giới đều cùng khắp, pháp giới quốc độ mỗi di trần, những cõi nước lớn ở trong đó, Phật dân bình đẳng đều chăn che, tất cả mọi nơi đều đầy đủ, lực dụng tự tại trong mỗi trần, tất cả di trần cũng như vậy. Chư Phật Bồ Tát đại thần thông, Tỳ Lô Giá Na đều hay hiện, tất cả quốc độ rộng vô biên, như ảnh như quyển, như dương diệm, mười phương chẳng thấy từ đâu sanh, cũng không có chỗ đi và đến, diệt hoại sanh thành xoay dần mãi, trong cõi hư không chẳng tạm dừng, tất cả đều do nguyện thanh tịnh, cũng do nghiệp lực chỗ giữ gìn. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: chư Phật tử, thế giới hải có nhiều hình tướng sai khác, hoặc tròn hoặc vuông, hoặc chẳng phải tròn vuông, hoặc hình như nước xoáy, hoặc hình như núi, hình như cây, hình như bông, hoặc hình như cung điện, như hình chúng sanh, như hình Phật, có thế giới di trần số hình sai khác như vậy. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa quay lực của Phật quán sát mười phương, rồi nói kệ rằng: vô lượng quốc độ sai khác nhau, vô lượng trang nghiêm, vô lượng trụ, hình trạng sai khác khắp mười phương, các ngài đều nên đồng quán sát, hình kia hoặc tròn hoặc vuông dứt, hoặc có ba góc và tám cạnh, hình châu mani, hình liên hoa, tất cả đều do nghiệp mà khác, có cõi thanh tịnh sáng trang nghiêm, vàng rồng xen lẫn nhiều tốt đẹp, cửa nẻo mở trống không bít lấp, đây do nghiệp động ý tinh thuần, sắc hải vô biên tạng sai khác, ví như mây bủa giữa không gian, bửu châu trải đất trang nghiêm tốt, ở trong quang minh sáng của Phật, tất cả quốc độ tâm phân biệt,
quang minh soi đến mà hiện ra. Chư Phật ở trong những cõi ấy, nơi nơi thị hiện thần thông lực. Có cõi tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chịu khổ hưởng vui đều sai khác. Đây do biển nghiệp chẳng nghĩ bàn. Các pháp lưu chuyển thường như vậy, trong một chân long vô lượng cõi. Như số vi trần mà an trụ, mỗi cõi đều có đấng Thế Tôn. Ở trong chúng hội tuyên diệu pháp, trong mỗi vi trần cõi lớn nhỏ, nhiều loại sai khác số vi trần. Bằng phẳng cao thấp đều chẳng đồng, Phật đều qua đến mà thuyết pháp. Tất cả vi trần hiện quốc độ đều là bổn nguyện thần thông lực, tùy lòng ưa thích sai khác nhau, trong khoảng hư không đều làm được. Tất cả quốc độ những vi trần, trong mỗi vi trần Phật đều nhập. Khắp vì chúng sanh hiện thần thông, tỳ lô giá na pháp như vậy. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: Chư Phật tử nên biết thế giới hải có các loại thể, hoặc dùng tất cả bửu trang nghiêm làm thể, hoặc dùng một bửu trang nghiêm làm thể, hoặc dùng tất cả bửu quang minh làm thể, hoặc dùng các thứ sắc quang minh làm thể, hoặc dùng tất cả quang minh trang nghiêm làm thể, hoặc dùng kim cang làm thể, hoặc dùng Phật lực nhiếp trì làm thể, hoặc dùng tướng diệu bửu làm thể, hoặc dùng Phật biến hóa làm thể, hoặc dùng Nhật Mani làm thể, hoặc dùng cực vi bửu làm thể, hoặc dùng tất cả bửu diệm làm thể, hoặc dùng các thứ hương làm thể, hoặc dùng bửu hoa quang làm thể, hoặc dùng bửu ảnh tượng làm thể, hoặc dùng trang nghiêm thị hiện làm thể, hoặc dùng nhất tâm thị hiện cảnh giới làm thể, hoặc dùng bửu hình Bồ Tát làm thể, hoặc dùng bửu hoa nhụy làm thể, hoặc dùng ngôn âm của Phật làm thể. Có thế giới vi trần số thể như vậy. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa quay lực của Phật quán sát mười phương, rồi nói kệ rằng: Hoặc có những quốc độ diệu bửu hiệp lại thành, bền chắc không hư hoại, đều ở bửu liên hoa, hoặc là bửu quang minh, xuất sanh chẳng biết được, tất cả quan trang nghiêm nương hư không mà ở, hoặc tịnh quang làm thể, lại nương quang minh ở, mây sáng làm trang nghiêm, chở Bồ Tát đi đến. Hoặc có những quốc độ từ nơi nguyện lực sanh, an trụ như ảnh tượng, đem nói chẳng thể được, hoặc mani hiệp thành, chói sáng như mặt trời. Bảo châu dùng trang nghiêm, Bồ Tát đều đầy khắp, bửu diệm thành quốc độ, mây sáng trùm trên đó, bửu quang rất xinh đẹp, đều do nghiệp cảm nên. Hoặc từ tướng tốt sanh, các tướng trang nghiêm đẹp như mão tốt đội đầu, đây do Phật hóa hiện. Hoặc từ tâm niệm sanh, tùy tâm chỗ hiểu biết như quyển không chỗ nơi, tất cả là phân biệt. Hoặc do Phật quang minh mani quang làm thể, chư Phật hiện trong đó đều thị hiện thần thông. Hoặc Phổ Hiền Bồ Tát hóa hiện các quốc độ, dùng nguyện lực trang nghiêm, tất cả đều tốt đẹp. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: Chư Phật tử nên biết thế giới hải có nhiều loại trang nghiêm, hoặc dùng trong những đồ trang nghiêm hiện ra mây đẹp nhất để trang nghiêm, hoặc dùng thuyết minh công đức của chư Bồ Tát để trang nghiêm, hoặc dùng thuyết minh nghiệp báo của tất cả chúng sanh để trang nghiêm, hoặc dùng thị hiện nguyện lực của chư Bồ Tát để trang nghiêm, hoặc dùng biểu thị ảnh tượng của tam thế chư Phật để trang nghiêm, hoặc dùng trong khoảng một niệm thị hiện cảnh giới thần thông trải vô biên kiếp để trang nghiêm, hoặc dùng xuất hiện thân của chư Phật để trang nghiêm, hoặc dùng xuất hiện tất cả mây hương báo để trang nghiêm, hoặc dùng thị hiện những vật trân diệu quang minh chiếu sáng trong tất cả đạo tràng để trang nghiêm, hoặc dùng thị hiện tất cả phổ hiền hạnh nguyện để trang nghiêm. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa quay lực của Phật quán sát mười phương, rồi nói kệ rằng: Sát hải rộng lớn vô lượng biên, thành nên đều do nghiệp thanh tịnh, nhiều thứ trang nghiêm, nhiều nơi ở, tất cả mười phương đều đầy khắp, vô biên sắc tướng mây báu sáng, rộng lớn trang nghiêm chẳng phải một, mười phương sát hải thường xuất hiện. Khắp dùng diệu âm bà thuyết pháp, Bồ Tát vô biên biển công đức,
những nguyện rộng lớn để trang nghiêm, khắp cõi đồng thời vang diệu âm, chấn động mười phương các quốc độ, chúng sanh biển nghiệp rộng vô lương, tùy kia cảm báo đều chẳng đồng, trong tất cả chỗ được trang nghiêm, đều cho chư Phật hay diễn thuyết, tất cả Như Lai trong ba thuở, thần thông hiện khắp thế giới hải, trong mỗi sự có tất cả Phật, các ngài xem sự trang nghiêm đó, quá khứ vị lai kiếp hiện tại, mười phương tất cả những quốc độ, những sự trang nghiêm ở nơi kia, đều thấy ở trong một cõi nước, vô lượng Phật trong tất cả sự, số đồng chúng sanh khắp thế gian, vì kiến điều phục hiện thần thông, dùng đây trang nghiêm thế giới hải, tất cả trang nghiêm tuôn mây đẹp, nhiều thứ mây hoa mây hương sáng, mây báo ma ni thường xuất hiện, sát hải dùng đây để trang nghiêm, mười phương những nơi Phật thành đạo, các thứ trang nghiêm đều đầy đủ, phóng quang chiếu xa như mây sáng, trong thế giới hải đều khiến thấy. Phổ hiền hạnh nguyện chư Bồ Tát, vô biên kiếp hải siêng tu tập, vô biên quốc độ đều trang nghiêm, trong tất cả chỗ đều hiển hiện. Lúc đó Phổ hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: chư Phật tử nên biết thế giới hải có thế giới hải vi trần số môn phương tiện thanh tịnh, chính là do thiện căn của chư Bồ Tát, gần gũi thiện tri thức, do thêm lớn những công đức khắp pháp giới, do tu tập những thắng giải rộng lớn, do quán sát cảnh giới của tất cả Bồ Tát mà an trụ, do tu tập những môn ba la mật đều viên mãn, do quán sát những địa vị của chư Bồ Tát mà nhập trụ, do xuất sanh tất cả thể nguyện thanh tịnh, do tu tập những hành xuất yếu, do nhập tất cả biển trang nghiêm, do thành tựu sức phương tiện thanh tịnh. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này thừa quay lực của Phật quán sát mười phương, rồi nói kệ rằng: tất cả cõi nước những trang nghiêm do nguyện lực phương tiện sanh ra, tất cả quốc độ thường chói sáng, vô lượng nghiệp thanh tịnh hiện thành, Bồ Tát lâu xa gần trí thức, đồng tu nghiệp lành đều thanh tịnh, từ bi rộng lớn khắp chúng sanh, dùng đây trang nghiêm các quốc độ, tất cả pháp môn những tam muội, thiền định giải thoát môn phương tiện, nơi chỗ chư Phật đều tu hành, do đây sanh ra những quốc độ, phát sanh vô lượng trí thắng giải, hiểu được Như Lai đồng không khác, phương tiện nhẫn nhục đã tu hành, nên nghiêm tịnh được vô biên cõi, vì lợi chúng sanh tu thắng hạnh, phước đức rộng lớn thường tăng trưởng, dí như mây bủa khắp hư không, tất cả quốc độ đều thành tựu, môn ba la mật nhiều vô lượng, đều đã tu hành khiến đầy đủ, nguyện ba la mật vô cùng tận, quốc độ thanh tịnh từ đây sanh, những pháp vô thượng đều tu hành, sanh ra vô biên hạnh xuất yếu, nhiều môn phương tiện độ chúng sanh, như vậy trang nghiêm các quốc độ, tu tập trang nghiêm môn phương tiện, chứng Phật công đức biển pháp môn, khiến khắp chúng sanh cạn nguồn khổ, cõi nước rộng lớn đều thành tựu, nguyện lực rộng lớn không gì sánh, khiến khắp chúng sanh gieo thiện căn, cúng dường tất cả chư Như Lai, vô biên quốc độ đều thanh tịnh. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: chư Phật tử nên biết mỗi mỗi thế giới hải có thế giới hải vi trần số Phật xuất hiện sai khác, hoặc hiện thân nhỏ, hoặc hiện thân lớn, hoặc hiện đoạn thọ, hoặc hiện trường thọ, hoặc chỉ nghiêm tịnh một quốc độ, hoặc hiện nghiêm tịnh vô lượng quốc độ, hoặc chỉ hiện thị pháp nhất thừa, hoặc hiển thị vô lượng thừa, hoặc hiện điều phục thiểu số chúng sanh, hoặc hiện điều phục vô biên chúng sanh, có di trần số sai khác như vậy. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này thừa quay lực của Phật quán sát mười phương, rồi nói kệ rằng: chư Phật có các môn phương tiện, xuất hiện tất cả những quốc độ, đều tùy sở thích của chúng sanh. Đây là Như Lai quyền lực khéo, pháp thân chư Phật bất tư nghì, không sắc không hình không ảnh tượng, vì chúng sanh hiện tướng sai khác, theo lòng họ ưa khiến họ thấy, hoặc vì chúng sanh hiện đoạn thọ, hoặc hiện trường thọ vô lượng kiếp, pháp thân mười phương khắp hiện tiền, trong thế gian tùy nghi xuất hiện,
hoặc hiện nghiêm tịnh bất tư nghị. Mười phương vô biên các quốc độ hoặc chỉ nghiêm tịnh một cõi nước, nơi một thị hiện đủ không sót, hoặc tùy sở thích của chúng sanh, thị hiện vô lượng vô biên thừa, hoặc chỉ chuyên thuyết pháp nhất thừa, trong một thừa hiện vô lượng pháp, hoặc hiện tự nhiên thành chánh giác, độ thiểu số người vào chánh pháp, hoặc lại thị hiện trong một niệm, khai ngộ quần sanh vô lượng số, hoặc nơi chân long tuôn mây sáng, thị hiện vô lượng vô biên Phật, tất cả thế gian đều hiện thấy các môn phương tiện độ quần sanh, hoặc hiện thinh năm khắp mọi nơi, tùy lòng họ ưa mà thuyết pháp, vô lượng vô biên những đại kiếp, đều phục vô lượng các chúng sanh. Phật có vô lượng cõi trang nghiêm, chúng hội thanh tịnh ngồi nghiêm chỉnh, Phật như dần mây che trong đó, thập phương quốc độ đều đầy khắp, chư Phật phương tiện bất tư nghị, tùy tâm chúng sanh hiện ra trước, ngự trong các cõi rất trang nghiêm, tất cả quốc độ đều cùng khắp. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: chư Phật tử nên biết thế giới hải có thế giới hải di trần số kiếp trụ, hoặc có A Tăng kỳ kiếp trụ, hoặc có vô lượng kiếp trụ, hoặc có vô biên kiếp trụ, hoặc có vô đẳng kiếp trụ, hoặc có bất khả số kiếp trụ, hoặc có bất khả xưng kiếp trụ, hoặc có bất khả tư kiếp trụ, hoặc có bất khả lượng kiếp trụ, hoặc có bất khả thuyết kiếp trụ, hoặc có bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp trụ, có di trần số kiếp trụ như vậy. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa quay lực của Phật quán sát mười phương, rồi nói kệ rằng: trong thế giới hải nhiều kiếp trụ, phương tiện rộng lớn để trang nghiêm, mười phương cõi nước đều xem thấy, số lượng sai khác đều rành rẽ. Tôi thấy mười phương thế giới hải kiếp số vô lượng đồng chúng sanh, hoặc dài hoặc ngắn hoặc vô biên, dùng Phật thinh năm nay diễn nói, hoặc thấy mười phương những quốc độ, hoặc trụ quốc độ di trần kiếp, hoặc chỉ một kiếp hoặc vô số, bởi những tâm nguyện đều chẳng đồng, hoặc có thuần tịnh hoặc thuần nhiễm, hoặc lại nhiễm tịnh chung lộn lạo, nguyện lực an lập nhiều sai khác, trong tâm chúng sanh mà an trụ, thuở xưa tu hành di trần kiếp, được thế giới hải thanh tịnh lớn, cảnh giới chư Phật đều trang nghiêm, trụ mãi vô biên kiếp rộng lớn, dùng bủ quang minh để đặt tên, hoặc tên đẳng âm diệm nhãn tạng, tên ly quang minh và hiền kiếp. Kiếp thanh tịnh này nhiếp tất cả, có kiếp thanh tịnh một Phật hiện, hoặc trong một kiếp nhiều Phật hiện, vô tận phương tiện đại nguyện lực vào trong tất cả thời gian kiếp, hoặc vô lượng kiếp và một kiếp, hoặc lại một kiếp vào nhiều kiếp, tất cả kiếp hải phương tiện môn, thập phương quốc độ đều hiện rõ, hoặc tất cả kiếp sự trang nghiêm ở trong một kiếp đều hiện thấy, hoặc sự trang nghiêm trong một kiếp vào khắp tất cả vô biên kiếp, trước từ một niệm sau thành kiếp, sanh ra đều do tâm chúng sanh, tất cả quốc độ kiếp vô biên, dùng một phương tiện đều thanh tịnh. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: chư Phật tử nên biết thế giới hải có thế giới hải di trần số kiếp chuyển biến sai khác, như là vì pháp như vậy nên thế giới hải có vô lượng kiếp thành kiếp hoại chuyển biến, vì chúng sanh nhiễm ô ở nên thế giới hải thành kiếp nhiễm ô chuyển biến, vì chúng sanh tu phước rộng lớn ở nên thế giới hải thành kiếp nhiễm tịnh chuyển biến, vì tính giải Bồ Tát ở nên thế giới hải thành kiếp nhiễm tịnh chuyển biến, vì vô lượng chúng sanh phát Bồ Đề Tâm nên thế giới hải thuần kiếp thanh tịnh chuyển biến, vì chư Bồ Tát đều đi khắp các thế giới nên thế giới hải vô biên kiếp trang nghiêm chuyển biến, vì thập phương tất cả chư Bồ Tát dân tập nên thế giới hải vô lượng kiếp đại trang nghiêm chuyển biến, vì chư Phật Thế Tôn nhập Niết Bàn nên thế giới hải kiếp trang nghiêm diệt chuyển biến, vì chư Phật xuất hiện ra đời nên tất cả thế giới hải kiếp rộng lớn trang nghiêm thanh tịnh chuyển biến, vì Như Lai thần thông biến hóa nên thế giới hải kiếp khắp thanh tịnh chuyển biến, có di trần số kiếp chuyển biến như vậy. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa quay lực của Phật quán sát mười phương,
mà nói kệ rằng: tất cả những quốc độ đều tùy nghiệp lực sanh, các ngài nên quán sát tướng chuyển biến như vậy. Những chúng sanh nhiễm ô, nghiệp phiền não đáng sợ, tâm họ kiến quốc độ, tất cả thành nhiễm ô. Nếu có tâm thanh tịnh, tu những hạnh phước đức, tâm họ kiến quốc độ, tạp nhiễm và thanh tịnh, chư Bồ Tát tính giải, sanh vào trong kiếp kia, tùy tâm Bồ Tát này, quốc độ đủ tịnh nhiễm, vô lượng số chúng sanh đều phát Bồ Đề tâm, tâm họ kiến quốc độ, trụ kiếp thường thanh tịnh, vô lượng ức Bồ Tát qua đến mười phương cõi, trang nghiêm không có khác, trong kiếp thấy sai khác, trong mỗi mỗi di trần, Bồ Tát đồng chân tập, quốc độ đều thanh tịnh, Thế Tôn nhập niết bàn, cõi đó dứt trang nghiêm, chúng sanh không pháp khí, thế giới thành tạp nhiễm. Nếu có Phật ra đời, cõi nước đều tốt đẹp, tùy theo tâm thanh tịnh, đầy đủ sự trang nghiêm, thần thông của chư Phật thị hiện bất tư nghì. Lúc đó những quốc độ tất cả đều thanh tịnh. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: chư Phật tử, nên biết thế giới hải có thế giới hải di trần số vô sai biệt, như là trong mỗi thế giới hải có thế giới hải di trần số thế giới vô sai biệt. Trong mỗi thế giới hải chư Phật xuất hiện quay đức thần lực vô sai biệt. Trong mỗi thế giới hải tất cả đạo tràng khắp thập phương pháp giới vô sai biệt. Trong mỗi thế giới hải quang minh của chư Phật khắp pháp giới vô sai biệt. Trong mỗi thế giới hải chúng hội đạo tràng của chư Phật vô sai biệt. Trong mỗi thế giới hải chư Phật biến hóa danh hiệu vô sai biệt. Trong mỗi thế giới hải thinh âm của chư Phật khắp thế giới hải vô biên kiếp trụ vô sai biệt. Trong mỗi thế giới hải pháp luân phương tiện vô sai biệt. Trong mỗi thế giới hải tất cả thế giới hải vào cấp một di trần vô sai biệt. Trong mỗi thế giới hải mỗi di trần cảnh giới rộng lớn của tất cả tam thế chư Phật đều hiện trong đó vô sai biệt. Có di trần số vô sai biệt như vậy, lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa quay lực của Phật quán sát mười phương rồi nói kệ rằng: trong một di trần nhiều sắc hải, chỗ nơi riêng các đều nghiêm tịnh, vô lượng như vậy và một cõi, mỗi mỗi chia khác không xen tạp. Trong mỗi di trần vô lượng Phật, tùy tâm chúng sanh khắp hiện tiền, tất cả quốc độ đều cùng khắp, phương tiện như vậy vô sai biệt. Trong mỗi di trần những thọ dương, nhiều thứ trang nghiêm đều thồng rũ, thập phương quốc độ đều đồng hiện, tất cả như vậy vô sai biệt. Trong mỗi trần có di trần chúng cùng nhau bao quanh Đức Thế Tôn, siêu diệt tất cả khắp thế gian, cũng chẳng chật hẹp tạp loạn nhau. Trong mỗi trần có vô lượng quang chiếu khắp mười phương các cõi nước, đều hiện chư Phật hạnh Bồ Đề, tất cả sắc độ vô sai biệt. Trong mỗi trần có vô lượng thân biến hóa như mây đều cùng khắp, Phật dùng thần thông độ chúng sanh, thập phương quốc độ vô sai biệt. Trong mỗi trần chuyển nói các pháp, pháp đó thanh tịnh như luân chuyển, các môn phương tiện đều tự tại, tất cả diễn thuyết vô sai biệt. Một trần diễn khắp tiếng chư Phật, đầy khắp pháp khí các chúng sanh, trụ khắp sắc hải vô biên kiếp, thinh năm như vậy cũng không khác, sắc hải vô lượng trang nghiêm đẹp. Trong một di trần đều giàu cả, thần thông chư Phật rất tự tại, tất cả đều do nghiệp tánh hiện. Trong mỗi di trần tam thế Phật, tùy chỗ sở thích đều khiến thấy, thể tánh không đến cũng không đi, do nơi nguyện lực khắp thế gian.